Nhìn đẹp không mọi người? Thấy đẹp cho em một cái like ha. Thì trước khi giới thiệu model sản phẩm này, em cũng chia sẻ sơ sơ về dòng sản phẩm CIF được bán ra tại âm thanh số trí tâm của bên em. Thì thương hiệu CIF là thương hiệu của Trung Quốc nha mọi người, và được thiết kế bởi Ý. Thì đại diện chính hãng của CIF ở thị trường Việt Nam mình đó là AV Việt Nam, trụ sở tại Hà Nội ha. Thì các sản phẩm chính hãng nó sẽ có cái con tem như vậy. Tem của bên AV và một cái mã số cào ẩn dưới cái lớp trắng bạc này, mình cào mình để kích hoạt bảo hành, và phía dưới nó sẽ có cái số điện thoại hotline mình có thể gọi vào trong đó để kiểm tra ha. Thì các sản phẩm CIF chính hãng được bán ra tại âm thanh số trí tâm của bên em bao gồm loa sẽ là CIF X12 Pro, súp sẽ là CIF X118S, main sẽ là CIF Win 48X, và tương tự micro sẽ là CIF MI9 Pro. Và cuối cùng, đây là model vừa mới về tại âm thanh số trí tâm của bên em. Thì đối với dòng CIF U600HA2 này, được thiết kế là 4 anten như mọi người thấy trên video 1, 2, 3, 4. Và đã được kiểm tra thực tế ở phía Bắc trước khi chuyển vào Sài Gòn. Thì con này là trên tầm xa trên 100 mét, với điều kiện là tai mic nhìn thấy được anten thì hoạt động hoàn toàn bình thường ha mọi người ha. Khi mọi người mua sản phẩm chính hãng của bên em á, đặc biệt là CIF chính hãng á, thì nó sẽ có thứ nhất là cái con tem như vậy. Có một cái mã QR để mình truy cập vào trang web của CIF. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là mình sẽ có một cái mã cào và cái phiếu bảo hành của AV Việt Nam đại diện cho CIF chính hãng ha mọi người ha. Và mọi người yên tâm đi, mua các sản phẩm của bên em từ cái rắc bông sen cho tới cái rắc bông bí cho tới cái rắc bông bụp. Ở bên em từ sợi dây cho tới cái rắc đều là hàng chính hãng, không có hàng 10 hãng ha. Khi quý khách hàng mà phát hiện các dòng sản phẩm CIF này mà được bán ra với âm thanh số trí tâm của bên em mà gọi vào AV Việt Nam khẳng định không phải chính hãng thì em tặng luôn mọi người. Ok ha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ quay lại nhân vật chính của mình ngày hôm nay. Model sản phẩm sẽ là U600HA2, được thiết kế mặt trước như mọi người nhìn thấy trên video, hai quai sắt bằng nhôm rất là chắc chắn, rất là cứng cáp ha. Các cái phím tính năng cho hai kênh riêng biệt và một cái màn hình to bự chà bá, đảm bảo là số rất là to. Cận thị nhìn cũng có thể nhìn thấy được, đứng từ 10 mét là nhìn thấy số rồi ha mọi người. Yên tâm, chút xíu nữa em cắm điện lên em hát thử mọi người sẽ thấy được cái số nó đẹp như thế nào. Thì mọi người có thể nhìn thấy trên video cái mặt xước xước như vậy nè, là do cái lớp đề can ở mặt trước nó bị xước xước nha mọi người. Về nhà mình có thể bóc cái lớp siêu đó ra, lột ra là nó sáng choang, nó lòi ra. Yên tâm ha mọi người ha. Tất cả sản phẩm của bên em là hàng mới, không có hàng trưng bày, không có hàng cũ, không có bán hàng demo, nên mọi người yên tâm ha. Thì một cái điểm rất là hay em để ý, mọi người có thể nhìn thấy cái lỗ trống chỗ này đúng không? Thì mục đích của cái lỗ này á, là để mình lắp cái đường nối dài dây anten. Mục đích là mình chuyển cái dây anten từ phía sau đưa về phía trước. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình lắp một cái sợi dây phía sau này nè mọi người, mình đưa về phía trước và mình lắp cái anten ở phía trước để làm chi? Để khi mình lắp cái micro này trong tủ kỹ thuật thì cái đường anten này nè nó không bị cản trở, nó không bị nằm trong một cái hộp, thì nó sẽ cản trở cái khả năng thu phát sóng của đầu thu và tai phát. Lưu ý giùm em ha. Thành ra em thấy đây là một cái điểm rất là ok mà rất là hay, mà ít có những bộ sản phẩm trên thị trường nó thiết kế cái lỗ như vậy. Ok ha. Thì mọi người nhìn thấy là về cái độ chắc chắn á, thì cá nhân của tụi em đánh giá là cái đầu hoàn thiện nó cũng cứng cáp hơn CIF MI9 Pro, và độ nặng nó cũng nặng hơn CIF MI9 Pro, và độ dày mọi người có thể nhìn thấy trên video nó cũng dày hơn CIF MI9 Pro. Đó là về mặt trước, còn đây là về mặt sau. Đây là bốn anten. Mọi người có thể, nếu mình dùng trong nhà thì mình chơi hai cái được không? Được. Thậm chí trong nhà em thấy không cần lắp anten thì nó vẫn làm việc hoàn toàn bình thường. Khoảng cách 5 đến 7 mét thì em vẫn thấy là không cần anten nó vẫn bắt sóng còn lành ha mọi người ha. Thì nó cũng giống như tất cả những bộ micro có mặt trên thị trường, đường nguồn 12V. Thì adapter mình có thể sử dụng adapter nguồn biến áp cũng được, nguồn xung cũng được, nguồn ngoài cũng được, nguồn không phải chính hãng cũng được, miễn là đủ 12V DC và đủ cái cỡ để cắm vào cái lỗ này là ok, lấy tiền, không phân biệt là nguồn xung hay là nguồn biến áp hay mọi người. Thì đầu ra nó sẽ có là mọi người có thể nhìn thấy là một cổng, hai cổng, hai cổng canon cho hai cái đường out micro riêng biệt. Ví dụ cổng canon bên này ra cho cái out bên này, cổng canon bên này ra out bên này. Thì gọi là gọi cổng canon nhưng mà cái tên của nó đó là đường out này là đường out ba lăng nha mọi người. Out ba lăng có nghĩa là gì? Out ba lăng có nghĩa là nó có ba chân, là cái ý thứ nhất, ý thứ hai là một chân mát và hai chân tín hiệu riêng biệt, một chân tín hiệu cộng và một chân tín hiệu trừ, gọi là out ba lăng. Thì cái ưu điểm của cái đường out ba lăng này á, là mình kéo xa, tức là đường tín hiệu mình kéo đi xa nó sẽ không bị suy giảm là ý thứ nhất, thứ hai là nó không bị nhiễu.
Còn đường lỗ chung, tức là đường 6 ly này nè mọi người, 6 ly là đường chung cho hai micro, có nghĩa là hai đường tín hiệu từ bên kênh số 1 và kênh số 2 nó xâm vô chung, nó đưa ra cái lỗ 6 ly này. Và cái 6 ly, lỗ 6 ly nè là lỗ trộn và là ân ba lăng nha mọi người. Có nghĩa là 6 ly mono mình sẽ cắm vào đây là lấy tiền, và mình sẽ sử dụng một cái đường 6 ly cho hai micro. Tóm lại là gì? Tóm lại là nếu nhà mình á, trong tình huống khách hàng sử dụng karaoke gia đình, còn vàng chỉ có một nhóm mic thì mình dùng là cổng 6 ly này, mình dùng cho hai cái mic. Còn nếu mà vàng nhà mình sử dụng hai nhóm micro riêng biệt thì mình nên sử dụng hai lỗ từ hai đường dây Canon riêng biệt chỗ này ha mọi người ha. Thì mình chuyển từ Canon ra 6 ly cho vàng. Còn đối với anh em sân khấu thì không cần phải bàn cãi nữa rồi. Mỗi một lỗ mic sẽ là mỗi một đường Canon riêng biệt. Đây là tai mic của CAF U600HA2. Phiên bản HA2 là cái màn hình là màn hình LED và LED màu nha mọi người. Còn phiên bản HA1 nó là số cơ. Thì em thấy là nó không có phơi, không có đẹp bằng cái loại này. Thì đối với mẫu HA2 này, tay mic được thiết kế là tay nhôm nha mọi người. Độ hoàn thiện thì em thấy là nó rất là đẹp. Về màu sắc cũng như là khắc laser trên đây, logo mọi người nhìn thấy nó rất là rõ, rất là chi tiết. Cái độ hoàn thiện và cái độ đẹp thì em thấy là nó cao hơn hẳn so với CAF MI9 Pro. Bây giờ thì em sẽ mở ra cho mọi người cùng xem ha. Phía đuôi này nè mọi người, cái đuôi này là nó chụp này bằng nhựa nha mọi người, chứ không phải bằng kim loại nha. Mọi người biết vì sao? Bởi vì nếu mà chụp toàn bộ 100% kim loại thì cái sóng UHF nó không có đẩy ra ngoài được. Lưu ý giùm em nha mọi người, chứ đừng có thấy cái nào cũng nguyên nhôm nguyên khói là mình mê là không có đúng nha mọi người ha. Bên trong thì khay chứa pin, em sẽ cận cảnh cho mọi người thấy cho nó rõ ha. Khay chứa pin nha mọi người, mình có thể sử dụng pin 1V 2 ok, 1,5V ok. Ở đây là mình có thể set sóng bằng tay. Nhưng mà thông thường thì tụi em sẽ hướng dẫn cho mọi người set trực tiếp và tự động trên cái đầu thu cho nó sẽ dễ dàng hơn, dễ chịu hơn ha. Màn hình mọi người có thể nhìn thấy rất là đẹp đúng không? Thiết kế nhìn nó giống kiểu của Sennheiser ha mọi người. Nhìn tai mic cận cảnh này rất là đã, rất là đẹp. Đầu thu mic thì hay còn gọi là cái capsule đó mọi người. Này là cái coil mic. Thì cái mẫu mã mọi người có thể nhìn thấy là nó sẽ khác hoàn toàn so với CAF MI9 Pro. Thì dòng này thì cá nhân em đánh giá là cho ra cái chất âm rất là rõ, rất là chi tiết. Phải dùng từ là rõ chi tiết ha. Chi tiết như thế nào, rõ như thế nào thì kính mời mọi người xem tiếp video. Em sẽ làm cái video test tiếng cái em này ha. 6, 7, 1, 2. Đây là tiếng mộc ha mọi người. Cặp loa sẽ là RCF Thần Thánh ART910. Mixer sẽ là Midas MR12. Tiếng rất là rõ đúng không mọi người? 6, 7, 1, 2. 6, 7, 1, 2. Tiếng bên ngoài là thu trực tiếp qua iPhone nha mọi người. 1, 2. Ok, rất là rõ ha. Đứng trước cái loa này là nó sẽ bị hú bình thường nha mọi người. Cái loa bên này là em để tiếng nó nhỏ nhỏ chút xíu để em đứng đây em hát nó không có bị lạc cái giọng á. Ok, bây giờ em sẽ thả cái phát vô mọi người xem lại nè nha. Tiếng mộc nè nha. 1, 2, 6, 7. Thả phát vô nè. 6, 7, 1, 2. 1, 2, 6, 7. Khi mà mình cho cái effect vào á thì cái tiếng của mình nó sẽ mỏng đi một chút nha mọi người. Do cái hiệu ứng tạo effect là nó sẽ đi theo cái tiếng mộc của mình, là nó tạo cái hiệu ứng nó ra như vậy ha. Trong cái video này thì em sẽ sử dụng reverb, không sử dụng echo nha mọi người. Để nghe cho nó rõ tiếng ha. 6, 7, 1, 2. Hát thử đoạn xem như nào nha mọi người. Nhạc vô. 1, 2. Có những cánh buồm chuyển bến quay về, về với quê hương. Phương Nam mong chờ giờ đã neo bờ mừng hoen đôi mây. Mây răng răng lối cho chiều nay cây đa bên cũ con đò năm xưa, sông nước lững lờ ca khúc mong chờ xin ghép vào thơ. Cây đa bên cũ con đò năm xưa, sông nước lững lờ ca khúc mong chờ xin ghép vào thời.
thấy được không mọi người? Tiếng thì rất là rõ nha mọi người, rất là rõ. Mọi người nói chung là mình đeo tai nghe thì mình để cảm nhận tiếng nó rõ hơn. Bởi vì mình mở qua cái loa ngoài điện thoại á, thì cái loa điện thoại cái chất lượng nó như thế nào thì nó sẽ thể hiện cái âm thanh ra như vậy. Nó không phản ánh đúng cái sự thật ở đây ha mọi người ha. Chưa kể khi mình mở lớn quá, cái âm lượng lớn quá qua điện thoại á, thì tiếng nó sẽ bị bè ra, nên mình cảm giác cái dãy trép nó bị xé ra, thì mình cảm thấy là nó bị toạt cái tiếng á, thì nó không có hay lắm ha mọi người ha. Nếu mà mình nghe qua cái tai tai nghe thì không có việc gì để bàn. Còn nghe qua điện thoại thì mọi người mở âm lượng khoảng 80% là âm thanh nó sẽ gần giống nhất so với thực tế em test ở đây ha. Mọi người thấy thích thì cho em một cái like. Đặc biệt là khi quý khách hàng có nhu cầu mua sắm, muốn trải nghiệm, gọi điện thoại, số điện thoại em để gốc tay tay này nè. Đó, ngay cái tay em chỉ là số điện thoại nằm đây ha. Rồi, cảm ơn mọi người.